chúng ta nhìn vào ethereum or exchange reserve thì đây là tài liệu từ đầu năm cho tới bây giờ các bạn thấy được đó là bắt đầu từ tháng 5 Như nhiều bạn cũng đã biết là cái đường màu đỏ này đi xuống liên tục Và tốc độ rất là nhanh thôi nghĩa là Ethereum biến mất trên sàn rất là nhiều Cái nguồn cầu càng ngày càng ít và cái tốc độ mất đi rất là cao Khác với Bitcoin chúng ta thấy được đó là tiếp tục là từ tháng 5 cho tới bây giờ đó Cái số lượng Ethereum bị mất đi tốc độ vẫn còn rất là nhiều Thậm chí ngay cả trong thời gian là một tháng qua các bạn thấy được là từ cuối tháng 11 Cho tới bây giờ tốc độ mà ethereum bị thu mua và đem ra khỏi sàn đó vẫn còn rất nhanh có nghĩa là bây giờ đó ethereum đang bị rất nhiều người thu mua và đem ra khỏi sàn có thể là họ thu mua vì họ muốn tham gia vào staking hay là các bạn thấy được là những cái tổ chức đầu tư đó sau khi mà họ đã mua số lượng lớn bitcoin thì đồng kế tiếp thường nghĩ là họ sẽ mua đó chính là ethereum cho nên thường đã chia sẻ rất nhiều những thông tin nhất là trong năm nay thôi thường đã làm rất nhiều video liên quan tới ethereum và tại sao à, thường nghĩ là ethereum là một trong những đồng mà có thể mang lại lợi nhuận rất là cao trong cái đợt tăng trưởng kỳ này có thể là phần trăm lợi nhuận của Ethereum sau khi mà cái đợt tăng trưởng được kết thúc đó phần trăm còn cao hơn cái Bitcoin nữa Bitcoin thì nhiều người cho là có thể là lên tới 50.000, ngàn, 100.000 ngàn. đó là những cái chứng đoán thông thường hay là nhiều người cho là Bitcoin thể lên tới là 200.000 thì các bạn thấy được đó là từ bây giờ lên tới 200.000 thì chúng ta thấy là Bitcoin có thể nhân lên bao nhiêu lần nhưng mà chúng ta thấy được là Ethereum đó bây giờ chỉ có 700 mấy đô mà thôi có nghĩa là Ethereum vẫn chưa có trở về cái đỉnh cũ là 1.400 đô mà Ethereum đó bây giờ nhiều người có thể nói là họ nghĩ là Ethereum sẽ lên tới 5.000 đô, 10.000 đô các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng của Ethereum sẽ rất là cao trong khi Bitcoin nếu như mà lên 100.000 thì bạn thấy chỉ nhân 4 mà thôi trong khi mà Ethereum mà lên tới 5.000 đô, 7.000 đô thì có thể nhân lên tới 10 cho nên là Ethereum là một trong những đồng mà tôi rất là quan tâm và thông cũng thường hay chia sẻ với các bạn. Và chúng ta nhìn vào tình trạng của Ethereum trong vòng mấy ngày qua như thế nào thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Ethereum à, cái số lượng mà nạp lên trên những cái sàn đi thì chúng ta chỉ nhìn vào cái thời điểm trong vòng 3 ngày qua thôi. Ngày mai thường sẽ có thông tin chi tiết hơn. Thì chúng ta nhìn vào 3 ngày qua thì các bạn thấy được đó là Ethereum ngày 29 ngày hôm nay đó là 280.000 ngàn Ethereum kế tiếp là 380.000 Ethereum và kế tiếp là 378.000 Ethereum Thì chúng ta tính sơ thôi Thì ba ngày qua cái số lượng Ethereum đó được đưa lên trên những cái sàn đó Đã lên tới là hơn 1 triệu Ethereum các bạn thấy được là tổng số là 1 triệu 038 000 Ethereum được đưa trên sàn trong vòng 3 ngày qua. Thì chúng ta hãy nhìn vào cái tài liệu liên quan tới bao nhiêu Ethereum được rút ra khỏi sàn trong vòng 3 ngày qua đi. Thì thường zoom vào tài liệu này để các bạn thấy rõ ràng hơn. Thì ngày hôm nay đó là 294.000 Ethereum rời khỏi sàn. Chúng ta thấy con số này trừ 294.000 Ethereum. Ngày hôm qua đó thì các bạn thấy được là có 391.000 Ethereum rời khỏi sàn trừ 391.000. Và một ngày trước đó nữa các bạn thấy được đó là cái số lượng Ethereum rời khỏi sàn đã lên tới 411.000 trừ 411.000. Thì các bạn thấy được đó là trong vòng chỉ 3 ngày qua thôi là cái số lượng Ethereum trên sàn đó biến mất đã lên tới 58.000 Ethereum Trong thời gian chỉ có 3 ngày thôi thì các bạn có thể thấy được đó là cái số Ethereum đang được thu mua là bao nhiêu Đây là cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn liên quan tới Bitcoin và Ethereum Và Ethereum thì các bạn thấy được là giá cả ngày hôm nay đó Bitcoin có sự hồi phục cũng rất là mạnh Bây giờ là gần như đã trở lại gần như là 28.000 đô và Ethereum bây giờ đã là 741 đô và chúng ta thường là XRP đó thì hồi sáng này đó có cái đợt suy xuống cùng mạnh nhưng mà cũng có một sự hồi phục sau khi mà chúng ta có cái thông tin liên quan đến cái thông báo của công ty Ripple Labs và thuần sẽ chia sẻ thêm thông tin này chi tiết hơn một lát nữa còn về những đồng khác thì thì Litecoin không có sự di chuyển nhiều chỉ lên một phần trăm Polkadot lên 11%, phần trăm Bitcoin Cash lên một phần trăm Cardano không di chuyển sau khi đã tăng mạnh ngày hôm qua Uh, Binance Coin, các bạn thấy là tăng 1,6% và Chainlink thì uh, xuống 6,3%. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin liên quan đến tình hình của XRP và tình hình của những cái đồng mà có cơ hội bị kiện bởi SEC. Thì tôi muốn đem đến cho các bạn một cái cập nhật liên quan tới cái tình hình của đồng XRP và cái vụ kiện tụng với SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ thì một trong những cái câu hỏi mà thường nhận được rất là nhiều từ các bạn đó đó chính là câu hỏi liên quan tới là có nơi nào chúng ta có thể nhận được những cái thông tin tổng quát liên quan đến tình hình của XRP hay là không tại vì bây giờ nhiều bạn đang lo lắng về tương lai cũng như là về mặt giá cả về cái việc là cái cuộc kiện tụng này ra sẽ đi tới đâu thì một số những thông tin mà thủ mang đến cho bạn ngày hôm nay đó thì trước hết các bạn thấy được là chúng ta đang ở trên trang web ripple.com thì trên trang web này các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có thấy được một cái thông báo chính thức nào từ đội của XRP hay là công ty Ripple Labs hết về cái bước kế tiếp đó, đó họ sẽ làm gì với lại cái vụ kiện này chúng ta chỉ biết được tên là bây giờ trên trang web chính thức đó không có đề cập đến thường đã tìm thấy những cái link trên đây cũng không có đề cập đến cái vụ kiện này thì mới đây chúng ta thấy được là công ty Ripple tuy là không có tài liệu trên trang chính nhưng mà ở trên một cái trang phụ đó Ripple Insight thì có đưa ra một cái bản thông báo bản thông báo nó cũng rất là ngắn liên quan tới cái vụ kiện giữa công ty Ripple và SEC thì bên của Thuận được cũng đã dịch ra tiếng Việt và cũng đã đăng trên những mạng xã hội cũng như là trên trang web thuậncap.com á. Nhưng mà nào mà chưa xem thì cũng nên xem để các bạn có thể hiểu hơn để thuận đọc cái bài thông báo này từ công ty Ripple. Sau đó thì các bạn có thể là tự đưa ra quyết định là bài thông báo này coi nghĩa như thế nào. Đây là cái bản dịch lại của các bản chính thức mà được chia sẻ cách bài tiếng đồng hồ. Thì chúng ta thấy đó là Ripple nói là tuyên bố của chúng tôi về hoạt động người tham gia thị trường gần đây. Đây là cái bài mà phản hồi về cái dự kiện liên quan tới SEC và công ty Ripple và đồng XRP. Thì trong bài phản hồi này đó thì Ripple nói là công chúng và báo chí mới chỉ nghe câu chuyện từ phía SEC và chúng tôi sẽ gửi phản hồi của mình trong vài tuần để giải quyết những cáo buộc chưa được chứng minh này chống lại Ripple. Thì đây có nghĩa là các bạn thấy là gần đây Tất cả những thông tin đó Thì họ nói là những thông tin như đây tôi nhận được Là những thông tin dịch lại từ cái bản Mà cáo buộc của SEC Như là đơn kiện của SEC Nhưng mà bên công ty Ripple Labs Họ nói là họ vẫn chưa có đưa ra một cái phản hồi Và vài tuần tới họ sẽ đưa ra một cái phản hồi chính thức Để mà đưa ra những cái chứng minh Để là chứng minh được Là XRP không phải là chứng khoán Và kế tiếp đó công ty Ripple Nói là quyết định của SEC ban quản lý chương của Hoa Kỳ đó về việc để trình hành động này không chỉ là về Ripple mà còn là một cuộc tấn công toàn bộ vào ngành công nghiệp tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Chúng tôi luôn nói rằng có sự thiếu rõ ràng về quy định đối với tiền tệ điện tử ở Hoa Kỳ. Dù kiện của họ đã ảnh hưởng đến vô số cá nhân nắm giữ XRP vô tội không liên quan đến Ripple. Nó cũng đã làm xáo trộn tinh thần thoảng cho các sàn giao dịch, các nhà tạo lập thị trường và trader SEC đã đưa nhiều bất ổn hơn vào thị trường tích cực gây hại cho cộng đồng mà họ đáng lý ra là phải bảo vệ. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi một số người tham gia thị trường phản ứng một cách dài dặt. Thì ý họ nói ở đây đó là những hành động của SEC đó không chỉ là tấn công vào công ty Ripple mà là cuộc cuộc tấn công vào thị trường crypto. Thì đây là một cái điều mà các bạn có thể thấy là có rất nhiều cái sự phản ứng ngược lại ở trên thị trường crypto đó. Chúng ta nhìn vào những cái Twitter thì nhiều người đó nói là công ty Ripple và thị trường crypto đó là không liên quan đến nhau cho nên công ty Ripple không thể nào mà nói công ty Ripple à, là thị trường crypto được mà nếu như mà nói là SEC tấn công công ty Ripple đó thì không có nghĩa là tấn công thị trường crypto tại vì nhiều người đó, trên thị trường này thì cho công ty Ripple đồng XRP không có giống như những tiền điện tử khác đây là một đồng rất là tập trung và điều mà Ripple muốn nói đây đó là cái điều kiện của SEC làm ảnh hưởng đến giá cả của đồng XRP trên thị trường làm cho nhiều nhà đầu tư, nhiều sàn giao dịch lo ngại làm ảnh hưởng đến, đến tính thanh khoản, gây hại cho những người mà đang lưu trữ đồng XRP. Đây là điều mà công ty Ripple muốn nói tới trong cái đoạn thứ nhì này, đoạn thứ ba đó các bạn thấy điều đó công ty Ripple nói là trong thời gian chờ đợi, Ripple sẽ tiếp tục hoạt động hỗ trợ tất cả những sản phẩm cũng như là khách hàng ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Phần lớn khách hàng của chúng tôi không ở Hoa Kỳ và tổng khối lượng XRP phần lớn được giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ. Ví dụ, có các quy tắc rõ ràng hơn về con đường sử dụng XRP ở nước Anh, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Singapore. Trong 8 năm, chúng tôi đã xây dựng các sản phẩm giúp hàng trăm khách hàng giải quyết các vấn đề nhức nhối xung quanh việc thanh toán toàn cầu. Chúng tôi sẽ bảo vệ công ty của mình và mong muốn giải quyết vấn đề này trước tòa để cuối cùng có được sự rõ ràng cho ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ. Thì cái phần thứ ba này đó, họ muốn nói một số điều. Điều đầu tiên hết các bạn thì được họ nói là trong thời gian chờ đợi như là trong thời gian chờ đợi mà cái cuộc kiện này ra tòa đó thì công ty Ripple nói là họ sẽ không ngừng hoạt động, họ sẽ tiếp tục hoạt động và hỗ trợ đồng XRP và rất nhiều khách hàng của họ đó là không ở Hoa Kỳ nghĩa là rất nhiều khách hàng của họ là ở nước ngoài nhưng mà một trong những vấn đề mà mình cần phải nên suy nghĩ đây đó là những khách hàng của họ như là những ngân hàng ở Nhật Bản ở thụy sĩ ở Singapore đó thì cuối cùng những ngân hàng đó, đó vẫn nằm trong hệ sinh thái của thị trường tài chính lớn nhất của toàn cầu đó chính là thị trường Hoa Kỳ cho nên ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng mặc dù là khách hàng của họ không ở Hoa Kỳ và các bạn thấy được rất rõ ràng đó là công ty Ripple đã có ý định là ra tò để mà đối chấp với SEC đây là cái điều mà công ty Ripple nói tới trong phần thứ ba này và phần cuối cùng đó công ty Ripple nói là ngoài ra chúng tôi cũng mong muốn được làm việc với tất cả ủy viên và ban lãnh đạo mới của SEC sau khi được bổ nhiệm nói chung chủ tịch SEC sáu giám đốc của ông ấy từ mỗi bộ phận của SEC chuyên gia kinh tế trưởng của SEC và cố vấn chung của SEC hiện đã rời đi nhiều người đã rời đi vào tuần trước cam kết kiên định của chúng tôi đối với sự tham gia theo quy định mang tính xây dựng và không thay đổi thì trong cái đoạn này đó các bạn thấy được là ty Ripple ý muốn nói là tin hình bây giờ đó chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi lớn mặt nhân sự và một phần của sự thay đổi lớn này đó là đến từ sự thay đổi của nhà trắng thì chúng ta tình hình bây giờ là khả năng rất cao là chúng ta sẽ có một cái chính quyền mới và chính quyền mới của tổng thống mới đó thì sẽ bổ nhiệm những người mới cho SEC ban quản lý của Hoa Kỳ cho nên ty Ripple muốn nói đây đó là những gì đang xảy ra bây giờ là do những người mà làm việc cho SEC trước đây và công ty Ripple hy vọng là những người mới khi mà nhận chức đó thì công ty Ripple muốn làm việc với chủ tịch mới cũng như là những quỹ viên mới của SEC sau khi mà họ nhận chức thì đây là tổng quát bài viết của công ty Ripple Labs về cái tình hình của công ty Ripple Labs và SEC thì thực ra mà nói các bạn nhìn vào những thông tin này là cũng không có thêm một cái thông tin mới nào những điều này là những điều mà chúng ta cũng đã biết dựa theo những thông tin trước đây chúng ta chỉ biết được đây là thông qua một số nguồn thì đương nhiên là công ty Ripple Labs không nghĩ đồng XRP là một chứng khoán và họ có ý định là sẽ ra to với lại SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ về cái việc này và đương nhiên công ty Ripple Labs đó, là một công ty mà họ có rất là nhiều tiền thì họ đương nhiên là có thể mướn được những cái luật sư để mà cãi cho họ nhưng mà kết quả ra sao và khi nào mới ra to thì chúng ta không biết được và ngay cái trên trang web chính thức của Ripple.com cũng không có cái thông tin tổng quát liên quan đến tình hình hiện bây giờ trở lại với lại công ty Ripple Labs này. Các bạn sẽ à, thấy được đó là cái tình hình bây giờ đó thì chúng ta chỉ biết là công ty này đang bị kiện tại vì XRP có thể là chứng khoán và hai cái người lãnh đạo đó Brad Galenhouse và Chris Larson cũng bị kiện trong cái vụ kiện này của SEC nói là hai người này là cố tình làm giá đồng XRP ở trên thị trường và chúng ta thấy được đó nhiều người có thể cho là làm lạ là tại sao mà Brad Carlinghouse, CEO hiện bây giờ của công ty Ripple Labs thì tại sao ông ta lại biết được là công ty Ripple Labs sẽ bị kiện bởi SEC một ngày trước khi mà cái vụ kiện này được thông báo thì không nhiều là lạ hết đó, các bạn thấy được là SEC đó khi mà những cái đơn vị như là ban quản lý của Hoa Kỳ làm việc đó thì họ sẽ làm việc với công ty đó trong thời gian dài có thể là họ đã điều tra công ty Ripple này trong vòng 1 2 năm nay và trong thời gian đó họ đương nhiên là liên kết với lại công ty Ripple này, họ sẽ liên hệ, họ sẽ nói chuyện, họ sẽ đòi hỏi một số thông tin, giấy tờ để mà họ tiếp tục tìm hiểu và có thể là họ đưa ra một cái kết luận kết luận đó có thể là XRP đó với họ là một chứng khoán và khi mà xong rồi đó họ sẽ chia sẻ kết luận đó với lại công ty mà họ đang điều tra trong trường hợp này đó là công ty Ripple Labs thì khi mà nhận được cái lá thư đó thì SEC có thể là công ty Ripple Labs đó, là có khả năng để mà phản biện lại đưa ra một số những ý nghĩa cá nhân để mà gửi lại cho SEC và khi mà hai bên đó không đạt được thỏa thuận thì lúc đó SEC sẽ chính thức là ra tòa để mà kiện công ty Ripple Labs và đồng XRP Cho nên khi mà họ đã bắt đầu cái vụ kiện này đó thì đương nhiên là công ty Ripple Labs sẽ biết là đang bị kiện bởi SEC Cho nên đó là lý do tại sao mà Brad Callenhouse, CEO của công ty này có thể biết trước Một ngày trước khi mà thông tin chính thức được chia sẻ là SEC chính thức kiện công ty Ripple